Xin chào các bạn nha, hôm nay Phục và Lex sẽ đi làm một cái thử thách là mua đồ ăn, đồ uống màu vàng ở trong cửa hàng nhà bạn Huyền đây. Bạn Huyền bạn đang cầm máy quay cho mình các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào phía trong để tìm đồ. Các bạn ơi, phía ngoài thì rất nhiều thứ có cái vỏ là màu vàng này. Các loại bánh này ăn được đúng không? À, chị nhớ rồi. Bánh gà được trước, Covid trước ăn rất là ngon. Bim bim đây, phô mai. Cái này là được gọi là màu cam, màu vàng đây. Chị còn đang mù màu này. Màu vàng, lấy một loại thôi nhé. Ostad này. Ui giời ơi. Ostad gì đây? Khoai tây tươi à? Màu vàng này. Chúp chúp à? Lấy gói thôi, không lấy tất đâu. Cho chị một hạt hai gói. Ở dưới này có bánh mì nữa. Bánh mì này là ngọt ngọt hay mặn này em? Nhạt à? Ăn vừa tầm à? Cái này được gọi là màu vàng không? Nếu mà mua hết màu vàng thì chắc là cực nhiều luôn nhỉ? Ôi, mua để ăn sáng vậy. Mình sẽ chọn lựa những đồ mình thích thôi. Ở đây các bạn ơi, tủ hoa quả nha, hoa quả tươi này. Nhìn cái gì cũng ngon, nhìn gì hấp dẫn. Và cái màu vàng nổi trội nhất là cam này. Cam, ôi dồi ôi, nhiều loại cam. Cam, quýt. Hôm nay là còn không có dưa vàng đúng không? Đâu? À, vỏ xanh như ruột vàng đúng không? Tôi chết tôi rồi. Lấy chị một quả này. Lấy cả cam lấy. Đây là trên này quýt à? Lê Hàn ạ. Đây là, nhìn, đây là quýt, đây là cam đúng không? Vâng, cam vàng. Thế thì mỗi thứ lấy hai quả thôi. Còn lấy cái này không? Lấy chị một quả. Các bạn ơi, hôm nay thì không biết là có mang đủ tiền để đi mua không? Mình quên mất là hoa quả là vỏ xanh ruột vàng. Còn nhà mình có thể mua một hai quả thôi, không sao cả. Một quả được ạ. Ok, quả này nữa. Hơi khó lấy. Hơi khó với chứ. Ok. Cái bánh gạo này là màu trắng, vỏ nó có dính tí vàng đây đúng không? Vâng. Cái gạo tteokbokki đấy à? Tteokbokki màu trắng nhưng mà vỏ vàng ạ. Vỏ vàng. Đó là mới, vị phô mai ạ. Cái gói để nấu cùng này phải mua riêng đúng không? Vâng, đúng ạ. Bây giờ cô bán cái loại nào đợt trước vẫn là đấy à? Vâng. Nhưng mà cái loại này thì sốt này cũng mang. Hình như một gói gạo này phải đến hai gói sốt này mới đủ ấy. Không, cái này nó dành cho 500 gram đấy. Đâu? Đợt trước chị phải mua gói đấy mới kèm một cái gói gì á? À, phô mai vàng. Đúng không? Không, phô mai khác mà mua cái gói sốt ấy, đợt mà bây mua lại. Một gói lại đủ à? À, đây là phô mai đúng không? Nó lại màu vàng đấy. Nhưng phô mai nhạt à? Hay là phô mai để nấu này? Nấu cái này. Thế cho một gói đấy đi. Không, các bạn này bảo nhìn thấy màu vàng này bỏ qua. À, chị nhìn thấy bò húc rồi nha. Bò húc này, sữa mông te, nhưng mông te thôi, không sử dụng. Chị lấy bò húc. Có cô, có... Đây. C2 yêu thích của thằng cô chị cho chị một vỉ luôn ý. Lấy một vỉ nha, tí lấy một lớp to. Sữa bắp non. Sữa bắp uống được không nhỉ? Chị chưa giờ mua. Sữa bắp uống ngon mà. Dạ. Một vỉ à? Rồi ok, thử vỉ đi. Cái Fami này được tính là màu vàng hay màu cam? Fami tính màu vàng hay hai loại này là sao? Chị... Là canxi. Canxi à? Chắc xương à? Cái này nó đều có đường đúng không? Nó đều có đường đúng không? Đều có đường hết. Đấy chị canxi đi. Vâng. Đang nói chung là già rồi, yếu rồi, người thiếu xương khớp. Còn các bạn ơi, đây là bơ này. Bơ mình vẫn còn nhưng chắc là mình sẽ phải lấy cả bơ nữa. Một hộp bơ đi. Món bia mình sẽ bỏ qua nhé. Bây giờ sang bên này. Wow. Một gói bim bim trẻ em, mì tôm trẻ em, một gói phở cung đình, để rồi mì, một gói mì san gian đây các bạn nhá, hết sèng rồi. Cứu. Ôi rồi, khô hết cả hàng. Bánh mì hoa cúc à hay bánh mì gì đây? Nó là hoa cúc ạ. Một cái to thế này thì ăn bao giờ cho nó hết. Có bánh nhỏ không em hay là toàn bánh to? Hai loại này khác nhau hay là cùng? Không, cái này có 6 chiếc nhỏ ở trong. Còn cái này là nguyên khối á. Nhưng mà ăn giống nhau không? Ăn đều giống nhau. Bé có khi nhạy hơn tí. Dạ. Thế chị một gói đây đi. Xem nào.
nay cái quẩy này là cam nhỉ? Quẩy cam, còn ngô là màu vàng. Màu vàng. Thôi đành lấy vậy, thằng cui mình lại không thích ăn nó chứ phô mai thôi ạ. À có gì đúng rồi, bỏng phô mai ngày xưa. Phô mai ngày xưa thì ăn thế nào? Thôi, một gói này đi. Bánh gạo mình lấy một loại thôi. Cái gì đây? Khoai lang, bim bùi gà. Bim bim á, cái này nhiều tiền không? Không ạ, 19.000. Ngon không? Muối chắc chị ăn được rồi, trẻ con không biết thích. Thôi, không thích. Màu vàng thật thì không thích. Một cái gói mít. Ok. Các bạn ơi, khả năng là sẽ phải lợi nhá. Lợi nhà hàng rồi. Bánh mì, mình sẽ lấy một cái bánh mì này nữa. Nhìn màu là hấp dẫn. Cái này. Thôi để ăn sáng vậy. Mình đang sợ béo. Dừa, bên trong là trắng đúng không? Bên ngoài vàng, màu dừa, ok. Thế còn cái này, màu gì đây? Màu vàng. Ôi giời ơi, sao nó nhiều màu vàng thế này? Mình chỉ nhặt một cái thôi. Sao nó nhiều màu vàng thế này? Mới lấy còn... Ok. Nhiều thế này rồi các bạn ơi. Đấy. Ui giời ui. Ui giời ui. Bánh trứng rất nhiều loại bánh trứng mà mình thích bánh trứng custard. Đấy, custard to. Mình đang được tặng thêm. Rồi. Cho một lốc bò húc, lốc C2 nữa. Ôi, nhiều quá các bạn này. Đó, quá nhiều luôn. Bánh trung thu đã có rất nhiều. Bánh trung thu của gì đây? Kinh đô à? Bánh trung thu Kinh đô, bánh trung thu Hà Nội. Đây các bạn ơi, đồ của mình đã tính gần xong rồi, còn dư dư. Ôi! Tưởng hết rồi đấy, bao nhiêu tiền rồi? Đến đầu một to đùng chưa? Chắc là quá rồi. Đấy, còn rất là nhiều loại bánh này. Bánh này cho chị thùng bé bé khác được. Những cái loại bánh mềm cho rằng cứng được. Và đây là một thùng đồ của mình thì đã được bạn đóng vào trong thùng giấy rồi này. Không biết ăn bao giờ cho hết. À sử dụng dài không nhỉ? Bánh ngọt, bánh ngung này chỉ có chị thích ăn này. Bạn này mỗi một tuần đi mua một lần, ăn cả tuần luôn. Giờ này kinh tế là khó khăn lắm. mua một quả là biết rồi đấy. Của chị hết tổng bao nhiêu nhỉ? Của chị hết là 957. Ôi trời ơi, gần ngót triệu rồi đúng không? 900 bao nhiêu? 957. Ok. Thôi kệ đi ạ. Không quay phải kết tiền của bạn ngại lắm. Cảm ơn nha. À, các bạn ơi, mình đã mua xong hàng và đã thanh toán xong rồi. Và số tiền hàng của mình là hết gần 1 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.